cách đọc thông số màu nhuộm trên bảng màu. Có những trường hợp màu đúp thì sao, ví dụ như là 611, 911 thì sao? Tại sao nó lại là dù 61 được rồi, tại sao là 1 và 1 nữa? Vì nó bổ sung làm mạnh thêm cái ánh sắc đó, ví dụ như là 911 cho rất sáng gì? Đúng rồi, ánh cho nó sẽ đúp bộ lên giúp một cái màu của mình mạnh hơn. Ví dụ 8.1 và 8.11. Khi nào mình dùng 8.1? Khi mình muốn triệt sắc trên một cái tóc nào đó, ví dụ là mình dùng màu đói để mình triệt thì mình sẽ dùng một mã thấp thôi để mình triệt, mình nghiêng về nâu lạnh thôi. Ok. Còn khi nào mình dùng bổ sung ánh sắc, ví dụ mình tẩy màu trắng xong mình đưa màu 8.1 vào, thì nếu mà đưa 8.1 này vào nó không đủ triệt cái vàng trong cái tóc mình, mình phải đưa 8.1 này vào đấy triệt đi cái vàng trên tóc mình tẩy. Thì vì khi tẩy xong thì tóc mình màu gì? Màu vàng, đúng chưa? Nếu đưa một này vào, một thằng một sao nó yếu quá, không vào được, nó không vào được sâu được, thì buộc phải đưa một này vào, đôi khi phải mix thêm là ngàn áp vô nữa để nó bổ sung ánh sắc xám mạnh chút xíu. Mà cái này là những cái cơ bản thôi, sau này mình có đi sâu mình phân tích sâu hơn nữa. Follow kênh của Khôi để xem nhiều video hay hơn nữa nhé.